Thế thì cái lúc cái trang này ấy thì là nói đến là mạch điều khiển của cái quạt, điều khiển quạt nhóm 1, nhóm 2 đấy, thì mọi người nhìn đã hiểu chưa? G1, G1.A. Đấy thì ở đây tóm tắt ấy thì tức là cái mạch điều khiển quạt thì là sẽ có nguồn nhận nguồn từ con nhận nguồn điều khiển từ con Q4 ạ. Đấy, khi nó đóng vào thì sẽ cấp qua khóa S31 là khóa remote local và S32 là automatic. Khi khi mà mình vặn remote ấy thì là mình sẽ kết, khi vặn remote thì sẽ kết mạch qua chỗ X3, X4 này. Đấy, để điều khiển từ xa. Còn khi vặn local thì sử dụng các cái nút nhấn ở đây. Đấy, còn khi qua khóa S32 là auto man, thì là khi auto ấy thì là sẽ điều khiển qua cái cụm này. Đấy, cái cụm này thì có ba cái cảm biến, bên này là sẽ là nhóm 1. Còn ba cảm biến bên này, à đâu, ba cái bên này mới là nhóm 1 này. Đấy. Ba cái cảm biến bên này thì là nhóm 2. Đấy, còn mình muốn tra nó là ở đâu thì phải dở đến trang G1.A5 ạ. Trang G1 thì mình nghiên cứu xem nó là cái gì. G1. Đấy là đấy. G1 đấy. G1A5 đấy. Đấy, à thế là tức là nó sẽ là quạt nó sẽ điều khiển tự động là dựa vào nhiệt độ và là cái là bất là từ cái PT100 này đến PT100 nhiệt độ. Đấy, thứ ba cái này chính là cái ba cái cảm biến nhiệt độ là dầu, là nhiệt độ cuộn dây phía cao và phía hạ. Đấy thì là tương ứng, nó sẽ tương ứng đây. Đấy chính là tương ứng ở các mức cài đặt, ví dụ như là nhiệt độ dầu thì là sẽ là 65 độ C đấy. Nhiệt độ là sẽ chạy quạt C2, C3, cái này là chạy quạt ở 75 độ C, cái này là cài đặt sẵn này. Còn đối với nhiệt độ cuộn dây phía cao là sẽ chạy quạt ở 70 độ C. Đấy, và chạy quạt ở 80 độ C là nhiệt độ cuộn dây phía cao. Đấy, còn đây là phía trung. Đấy, nó sử dụng cái tiếp điểm này nhảy đấu vào cái chỗ mạch đấy để điều khiển quạt tự động. Tương ứng chính là ba cái tiếp điểm này chính là của nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây phía cao và đây là nhiệt độ cuộn dây phía hạ đấy. Đấy, bên này cũng là như thế. Cái nhóm nhóm 1 với nhóm 2 thì lại khác nhau, chạy ở các mức nhiệt độ khác nhau đấy. Nhiệt độ dầu, nhiệt độ dây, cuộn dây phía cao phía hạ đấy. Tương ứng là ba tiếp điểm đấy. X6 252 X6 2526 đấy. X6 14 15, X6 chân 3 chân 4 đấy. X6 2526 đây. 80 độ C đấu chân này. Đấy, chạy ở mức 75 độ C. Đấy, X6 chân 3 chân 4 là chạy quạt ở mức 75 độ C, nhiệt độ dầu đấy. Chân 3 chân 4 25 26 đây. Đấy. Mà chạy quạt ở mức 80 độ C đối với nhiệt độ cuộn dây phía hạ. Đấy tức là một cái bản vẽ này tức là một trong ba cái nhiệt độ đạt đến mức như thế thì là sẽ khép tiếp điểm và sẽ
chuyển sang điều khiển công tắc tơ K311 với K312 này là sẽ quạt sẽ chạy được. K311 là của quạt nhóm 1, K312 là quạt nhóm 2 ạ. Đấy là nó là sẽ chạy theo nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây phía cao và phía hạ tương ứng là 80 độ C. Đấy thì khi ví dụ như mình vận hành thì mình cứ để nó tự động được, chả cần là điều khiển bằng tay. Đấy, đây là cái mạch để cấp nguồn một chiều đấy. Trang tiếp theo là mạch cấp nguồn một chiều có ba con át là Q5, Q8, Q2 đấy. Q5 thì là sẽ cấp nguồn transducer nhiệt độ, và mình muốn tìm là transducer nhiệt độ đấy nó ở đâu ấy, thì là mình sẽ tìm những cái trang là J1.1 đấy. J1.1 là đây, đây transducer nhiệt độ, đây chính là cái này, đấy, có 3 con transducer nhiệt độ này. Đây nguồn, dùng nguồn là 110 VDC X2.9 và X2.1 là được, sẽ được cấp cho là Q5. Còn Q8 thì là cấp nguồn cho relay shear in, relay này kiểu dạng là một con dơ le bảo vệ trên máy biến áp đấy. Mình muốn biết thì lại tra lên trang là J2.6. J2.6 đấy, 6 đây, J2.6 đây, đây chỗ này ạ. Sẽ được cấp nguồn 110 VDC. Nó con dơ le shear in relay chip, con dơ le bảo vệ. Một cái con dơ le bảo vệ ở trên máy biến áp, giống như là dơ le của mình trong nhà mình phải có nguồn nuôi. Đấy, tiếp đến là có cái con Q2 để cấp nguồn transducer OLTC và một cái mạch điều khiển OLTC. Thì muốn biết ở đâu thì phải tra đến trang H3.1 Q2. Đấy, đọc cấp nguồn này X2.3, X2.4. Đấy, cho cái đây con U1 là transducer của OLTC 10 ohm. U2, cả U2 à, dùng chung luôn với nguồn U2. Trang H1.3 là cấp nguồn điều khiển. Đây, chỗ này, nguồn điều khiển OLTC đây. Đây chính là mạch điều khiển OLTC. B1 local control thì là ký hiệu là của tủ điều khiển tại chỗ. Và cái này, cái mạch này là làm trong cái tủ OLTC đấy. Ngoài máy biến áp nó có hai tủ, một tủ điều khiển tại chỗ máy biến áp và một tủ OLTC. Đấy, chuyển sang là cái mạch này là mạch điều khiển của OLTC tăng giảm nấc ấy, thì là đầu tiên là mình phải có một cái là cấp nguồn 3 pha qua cái con Q1 này cho cái động cơ của cái OLTC đấy, là dùng nguồn 3 pha. Đấy, có các ba có 4 cái con conductor K2, K3 à, có 2 con conductor là K2, K3 đấy. Đấy, và một cái nguồn là nguồn này là nguồn để cho sấy, nguồn này dùng cho nguồn 220 AC để cho
cái mạch sấy ở trong cái tủ LTC. Đấy, và có một cái con chuyển nguồn 24VDC để cho chiếu sáng, chiếu sáng lại dùng nguồn 24. Đúng rồi. Đấy thì là từ đây là cái mạch điều khiển bắt đầu điều khiển bắt đầu đi từ nguồn dương là X2.5 ấy. Đấy, đi qua cái Atomat là F2. Đấy thì đi qua Atomat F2 đến các cái điểm đấu là X3.9 này, X3.10 này. Đấy thì ở đây mình có một cái khóa ký hiệu khóa S1 ấy, thì là khóa tăng giảm đấy. Tăng giảm nấc. Một cái khóa là khóa S2 thì là khóa dạng local remote này. Rồi, tức là khi mà mình lắc khóa S1 là đây này, có cái đường bên này 5-6 thì sẽ là giảm. Khi mà lắc 9-10 thì là tăng giảm nấc. Khi mà lắc giảm thì là mạch nó sẽ đi đây xuống đây để vòng qua K1 thôi. Dạ, V36, V34 ạ. Do chỗ nào anh? Để X4 này anh. À, V34 là cáp này anh. V cáp. Sợi cáp. Sợi cáp mà đấu từ tủ tại chỗ ra tủ OLTC. Sợi đấy là W34 loại số 3 này. Cái này nó vẫn là của máy biến áp nên là cáp này là bên máy biến áp người ta cấp nên người ta đánh số luôn. Thế tức là họ kéo về cái tủ tại chỗ, và là mình sau này ví dụ mình kéo cáp ngoài điều khiển thì chỉ kéo về một tủ thôi, ý là như thế. Khi vặn S1 thì mạch sẽ giảm, thì sẽ đi ra khoảng 5-6 đi xuống. Nhiệm vụ của nó là sẽ để điều khiển được thì là sẽ phải hút cái con K1 là con gì. Đây là mình phải đi tìm hiểu những cái ký hiệu này nó là những cái gì. Luận vào K1 là đấy, để tra cái bản vẽ, những cái bản vẽ tham chiếu phía sau. Đây các ký hiệu đấy ạ. Đấy, K1 là top rồi. À, K1 là kiểu dạng là kiểu dạng là cái tiếp điểm nhiệt độ dầu, chỉ thị nhiệt độ dầu 4NOC. K2, K3 là chỉ thị của nhiệt độ cuộn dây. À, chính K1, K2, K3 là chính là cái chỉ thị là đồng hồ luôn ấy, cho cái đồng tiếp điểm của cái đồng hồ luôn, nhiệt độ dầu và nhiệt độ cuộn dây.
S6, S7 là cái gì nhỉ? K6 là Bluetooth Delay, K7 là Forrester Zenith Divide. Bản vẽ này vẽ rất là khó xem. Hai ô là tiền xe rất phức tạp. Càng ít. Ít tiền mua chứa. Dường, mình dường đi vòng. Đi qua K1. S3, S4 là tiếp điểm. S3, S4 là cái gì? S3, S4. S3, S4 là upper limit và lower limit, công tắc kiểu dạng là cái công tắc hành trình, kiểu dạng là cái hành trình tăng giảm giới hạn. S4 này giới hạn, S3 thì là giới hạn tăng, còn S4 là giới hạn giảm, kiểu dạng những cái hành trình của do cách ly ấy. Đấy, ví dụ như cái đường mà tăng lấp thì là sẽ đi nguồn dương ở đây, vòng đây, vòng qua x3 trên 9 10 dù nhau này. Đi đến đây, đi đến qua S1. Đấy, sau đó đi vòng lên đây, đi xuống dưới đây. Đấy, lấp điều khiển tại chỗ, đẩy chỗ ấy. Qua K1. K1 là K1 là step by D energy. Step by step D energy. Kiểu là chưa được kỹ năng K1. Đấy, sau đi xuống cái, đi qua cái hành trình S3, S4 này. Đấy, nếu mà đi qua 9-10 là tăng thì là sẽ phải đi qua cái đường S4, đúng không ạ? Là giới hạn giảm. Đấy, sau lại đi qua cái tiếp điểm S6. S6 thì là cái gì? S6 là close in upper limit.
cũng là kiểu dạng là một cái tiếp điểm giới hạn tăng. Đấy, sau lại đi đến S5 là cái gì ạ? Cái này kiểu vẽ không có cái giải thích nhiều, tìm khó. Chả biết cái khóa S5 nằm ở đâu. Chả để có, không có chỗ giải thích. Vẽ phức tạp thật. S5 sau lại đi qua tiếp điểm khóa K3 đến K2. Đấy. Tức là nhiệm vụ của cái mạch này là nó sẽ đi hút cái K2. K2 với K3 ấy, thì là sẽ thực hiện việc là để tăng với giảm với động cơ đấy, bởi vì nó điều khiển qua cái hai con conductor là K2 K3. Con K2 thì là tăng, K3 là giảm đấy. Giảm nấc đấy. Thì tức kiểu cái động cơ xoay chiều thì là mình đảo chiều, mình đảo pha phát thì là nó quay ngược lại mà. Đấy, thì là tăng giảm như thế. Và cái mạch điều khiển này nhiệm vụ là nó làm hút cái con K2 với K3 để thực hiện tăng giảm đấy. K2 thì là tăng, còn K3 thì là giảm. Đấy, còn nó đi qua lòng ngoằng nhìn đi tìm nó không có giải thích nhiều của những cái tiếp điểm, ví dụ S5, S7 cái thứ ấy. Thì ví dụ như trong thực tế mà mình cái mạch này lỗi thì mình cũng chỉ đi dò theo các cái chân từ cái con K, ví dụ không tăng được thì là sẽ lại dò từ cái cây chân từ cái con K2 A1, A2 thì dò ngược lại ạ. Đấy, còn mục tiêu là khi mà mình lắc quá thì là sẽ làm hút được cái con K2 với cả con K3 đấy. Đấy thì em nhìn cái trang này là có những cái tín hiệu để cảnh báo, để nó đưa ra tiếp điểm để mình giám sát ở trên SCADA được. Ví dụ như cái có cái tiếp điểm tap chain in position ở vị trí là limit, upper limit cao nhất với cả lower limit. Thì có cái tiếp điểm là K2, K3 là hành trình chuyển nấc. K2 là hành trình tăng ấy, còn K3 là hành trình giảm. Tap trên incomplete, K sau lưng ngay hoàn thành, tức là nấc thay đổi chưa được hoàn thành. Glow in upper limit, glow in lower limit là tiếp điểm S6, S7. Q1 là Q1 là cái gì này? Item Q1 ở running. K1 thì là step by step đi energize, kiểu như là chưa được tích năng nào. Đấy, khóa S1 là khóa local, khóa remote local up. F1 thì là F1, F2 thì chắc là ký hiệu của Automat cắt. Đây đúng rồi, Automat F1, F2 đấy. Q1 là chỉ con này. Q1 nhảy. Đây chỉ là giám sát Automat nhảy đấy, Q1. Đấy, cái mạch điều khiển OLTC là kiểu thế, mình hiểu cái mục tiêu cuối cùng là như thế. Có nhiều cái hãng này không giải thích rõ, không ấy đâu, không phân tích chi tiết đấy. Mục tiêu cuối cùng là mạch điều khiển sẽ, khi mình điều khiển sẽ hút cái K2, K3 này. K2 thì là khi hút thì là sẽ tăng hành trình, tăng được lớp, còn khi K3 hút thì là giảm lớp.
trong sửa chữa ví dụ không ấy thì mình lại dò ngược lại theo chân từng chân một. Giờ đặt tình huống mình giảm nóc mà nó không được thì mình dò sao? Đấy thì mình lại bắt đầu giảm nóc không được thì là qua K3 thì mình phải dò lại từ cái chân A1, A2 thì giống như dò mạch điều khiển ấy, có nói vâng, rồi cứ dò ngược lại. Đấy, A2 thì sẽ là cái nguồn com con âm đấy để đi, A1 sẽ là dương. Đấy, rồi mình cứ thế mình dò mình đo ngược lên đến tiếp điểm K2 rồi đến S5, cái S7 bởi vì là mình vào nó không có thông tin. K1, K2, K3 với bạn là tôi thích một cái củ quạt là của OLTC. Cái này là của OLTC chứ không phải của quạt. Đây này thì thực ra là em chỉ nhìn cái bên này thì K1 là cái nó viết là cái gì kiểu dạng như là chưa tích năng, một cái tiếp điểm step by step energy chưa làm được lập năng lượng, nó con dơ le trung gian, nó toàn là kiểu dạng ca trung gian thôi, làm năng lượng nó mở vừa kiểu làm được có năng lượng thì nó đấy, kiểu dạng cái liên động ở trong cái đấy nó nhiều cái linh tinh ấy, không biết. Như thường là cái tủ nội bộ thì OLTC ít khi nó sai á, mình thay đổi gì nó mới sai. Chẳng qua là mình biết ví dụ mình sợ nó hỏng cái gì thì mình cứ thế mình dò theo cái chân thôi, cũng biết hỏng cái con da ca trung gian nào thì mình thay con đấy thế thôi. Chứ còn để biết được cái chức năng của nó thì sửa chữa ví dụ hỏng ca trung gian nào thì mình thay con đấy thôi, tìm mua thay. Đấy là cái ô là không thì anh cứ để tự động thôi, nó tự điều. Đến cái trang H3 này thì là cái trang ấy của trang user NUC đấy, có hai đĩa điện trở 10 ohm S14 và S24. Nhìn đây thì mình đã thấy được là cái bộ OLTC của mình là có 19 NUC nó hiển thị luôn, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hai đĩa. Nói to to xuống cái em nghèo. Dạ. À vâng. Đấy thì ở trên này là mình đã có là hai đĩa điện trở hiển thị, hai đĩa điện trở của cái OLTC đấy là hai đĩa điện trở 10 ohm là hiển thị cho 19 nấc, tức là 10 ohm một nấc, ký hiệu của nó là 10 ohm trên xe. Cái này cái đĩa là S14 và S24, một nhiệm vụ của nó là để cho mình thu thập lại cái tín hiệu là nấc vào trong để giám sát ở trong nhà, nên là nó sẽ nên là được đấu qua cái con U1 với cả U2 này. Đấy, con U1 U2 là dạng nhận đầu vào điện trở qua cái chân là 2 3 1, nó sẽ xuất ra, nó là con transducer ấy, nó sẽ chuyển đổi sang cái tín hiệu 4-20mA chân 7 9 để đưa vào trong nhà, mình có thể đấu vào trong nhà. À, được đưa ra đấu ra tủ tại chỗ máy biến áp luôn này. Đấy. Qua chân là X4 chân 2 2 3. Đấy, mình muốn giám sát tín hiệu ấy thì là mình sẽ đấu vào cái chân là X4 2 2 2 3 để hiển thị được trên máy tính, đồng hồ ở trong nhà giám sát từ xa. Sẽ thông qua tín hiệu 4-20mA. Đấy, 4 này sẽ là cái nấc nhỏ nhất, 20 thì là cái nấc lớn nhất. Dạ.
4-20 thì là hiển thị là từ nhỏ nhất đến thấp nhất này, còn lâu nó biến thiên mà. À, thì người ta làm hai cái thì có thể là mình sẽ được sử dụng cho nhiều thiết bị ở trong nhà nhé. Ví dụ ở trong nhà mình có đồng hồ rồi BCU rồi F90 đúng không ạ? Đấy, ví dụ như là mình dùng cái đĩa của U1 này là mình dùng cho F90 này, thì cái chỗ U2 này thì mình sẽ dùng cho BCU chẳng hạn. Bởi vì trong nhà mình có nhiều thiết bị giám sát mà. Đấy, ngoài xa thì cái trang tiếp theo ấy thì là cái trang mà để cho lại có tiếp một cái đĩa nữa là đĩa S20 là được sử dụng cho là multi point season switch. Đĩa 20 này là đĩa là nó đưa ra là đĩa input đĩa COM 19 nấc luôn. Đấy, trong đó thì cái chân X837 này là cái chân COM. Còn X8 từ 1 đến 19 là tương ứng với 19 nấc phân áp ấy. Thì cái này nó làm việc là chủ yếu để sử dụng cho cái mạch điều nấc song song. Nhưng mình có một máy ấy, mình chả cần. Và hai máy ấy, sử dụng cho tình huống là hai máy. Đấy, đấy. Nó còn tiếp đến là cái đĩa mà S41 này là nó sẽ đưa vào một cái là U4 này, là B để chuyển đổi thành mã BCD code. Thì ở đây là sẽ đưa ra là tổng có đôi 4 5 5 nấc, 5 cái mã BCD là 1 2 4 8 10. Thì mình sẽ cũng là để lấy lớp phân áp ở trong nhà đấy, nhưng mà đó là kiểu dạng nhị phân. Đấy, tức là năm ở cái năm vị trí này đưa vào trong nhà tổ hợp trên có những cái thiết bị tổ hợp thì là sẽ tính toán được ra 19 nấc, cũng chỉ phục vụ cho việc là để hiển thị nấc, nhưng mà là sử dụng đến mã nhị phân BCD. BCD là dự phòng. Vâng, cái này là mình muốn thì dùng dự phòng hoặc dùng chính được. Thì đưa vào BCU thì BCU sẽ xử lý được những cái tín hiệu này, hoặc là F90 cũng có thể xử lý được. Đấy, tức là ngoài việc là sử dụng có hai cái đĩa mi ở dạng đầu ra là 4-20mA thì mình có thể sử dụng cả cái dạng mã là BCD, cũng có thể là sẽ giám sát được cái nấc phân áp của người Việt Nam. Chuyển đến cái trang tiếp theo ấy, thì cái trang này là hiển thị cái phần là K1 là những cái đồng hồ đấy, chính là ba cái đồng hồ hiển thị nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây phía cao và phía hạ, K1, K2, K3 đấy. Chính là những cái đồng hồ cơ ở ngoài mình nhìn ấy. Đấy, thì những cái đồng hồ này ấy, thì nó bản thân nó có những cái tiếp điểm để cho phục vụ cho việc là chạy quạt ấy. Đấy, chạy quạt ở 65 độ C này. Mình thì là khi mình muốn quạt chạy thì mình đấu vào X6 chân 1, X6 chân 2. Mình muốn quạt chạy ở 75 độ C, hãng thì đang đấu vào những cái chỗ cái cặp số 2 là chạy luôn ở 75 độ C này. 80 này, là 80. Tiếp điểm để phục vụ cho chạy quạt tự động. Còn có cái tiếp điểm là để cảnh báo, là cái tiếp điểm X6 chân 5 chân 6 thì là tiếp điểm cảnh báo ở 95 độ C, và 105 độ C là tiếp điểm là đi cắt máy cắt ạ. X6 chân 7 chân 8. Cái này là để đưa vào mạch chip ở trong Zone Select trong nhà. Đấy là đối với nhiệt độ dầu, còn tương ứng thì là nhiệt độ cuộn dây phía cao cũng như vậy.
nhiệt độ cuộn dây phía cao thì cài đặt là sẽ nhiệt độ cao hơn, là cảnh báo ở 115 độ C, còn chip thì là 130 độ C. Đấy, ở đây người ta có một cái PT100 này. PT100 là sẽ được ra để lấy, để đấu ra cái transducer T1 để giám sát cái nhiệt độ này ở trong nhà đấy. Nó cũng đưa ra tín hiệu là 420 ampere. Đấy, tức là cái đồng hồ cơ đấy là giám sát nhiệt độ theo PT100, đầu vào là như thế. Nó xuất ra là chuyển sang cái transducer T1, đưa vào trong nhà tín hiệu 420 ampere. Đến cái trang tiếp theo là cái trang này là các cái dơ le đưa ra những cái tín hiệu để cảnh báo. Đấy, ví dụ như là K5 có cái tiếp điểm để báo mức dầu ấy, thấp với cao. K6 là có tiếp điểm báo là bu chóp, là dơ le hơi, là alarm đấy, là dơ le hơi chip. K7 là dơ le áp suất. Dơ le áp suất chip. Đấy, còn K8 thì lại là ký hiệu dơ le OLTC, áp suất OLTC chip. Còn K9 là oil dòng dầu chip ạ. Dơ le dòng dầu OLTC. K10 thì là có tín hiệu là low, mức dầu OLTC thấp cao ạ. K11 là áp lực tăng đột biến. Máy biến áp, cái này của máy biến áp. K15 là dơ le, sear in dơ le đấy. Nó là một cái con dơ le này, em không biết dịch ra kiểu gì. Là chip. Vâng. Kiểu rằng nó cũng là một con dơ le số. Đấy, phải có nguồn nuôi DC mà. Những con dơ le kia kiểu rằng là dơ le cơ, nó đặt ở trong máy biến áp. Nó có tiếp điểm. Còn cái con sear in thì lại là kiểu dạng là dơ le số, phải có nguồn nuôi DC đấy. Đấy. Và khi mà ấy nó cũng có cái tiếp điểm để cảnh báo với chip. Cái này cái máy ABB nó có cái con dơ le này, nếu mà cái máy Đông Anh thì không thấy có. Máy Việt Nam à? Máy Việt Nam thì nó toàn biết tiếng Việt. Dạ. Từng mở nhập. Chip thì những cái tiết điểm chip này thì mình sẽ gom vào để đưa vào sập vào những cái mạch cắt hai phía này. Đưa trực tiếp cái gì anh? Đấy là không bỏ không lái xe in á, lái từ cái K11 nghe tiếp luôn. Đâu. Từ lái từ K11 thì sao lại vào đây? À, K11 là áp lực tăng đột biến đúng không ạ? Bỏ K15 luôn, lái từ xe đầu đi tiếp luôn. Đây là cái chỗ này ạ, cái chỗ này là người ta đấu kết mạch là không rõ là đấu cái này nghĩa gì. Giống như là dao động nó không đúng thì nó bỏ đi. Cái thiết kế này hơi khó hiểu. NC, NO đấu vào nhau. V chính là sợi V11. Cái này hỏi lại nhà sản xuất sao ấy. Đấy, ở dưới thì là các cái một loạt các cái tín hiệu mà báo nguồn này, nhảy nguồn này, Q1 này, Q1, Q2 đấy, Q2 là OLTC supply fail này. Q4 thì là
nguồn fail, nguồn quạt fail. Đấy. Q5 thì là nhiệt độ transducer fail. Những cái này là tiếp điểm mình muốn giám sát thì mình sẽ thu thập ở trên BSU, đưa BSU, input BSU, fan fail, rồi có, nhưng mà rất là nhiều, sợ là cũng chưa chắc là đã giám sát được hết, đủ input để mà giám sát. Đấy, cái trang này lại là đến cái trang là mạch dòng ở trên máy biến áp này. Đấy, trên đây là mạch dòng chân sứ máy biến áp. Đấy, ở đây nhãn hiệu là leo trổ trung tính. Trung tính ở phía 110 đấy. Và có hai cuộn P1, P2. Thế thì ở đây là biến dòng trung tính là người ta đưa hết ra, hay là các biến dòng ở chân sứ là đưa hết ra hàng kẹp. Thế mình ví dụ muốn sử dụng thì kết mạch vào. Ví dụ như là mạch của biến dòng trung tính phía 110 đưa ra là XH N chân 1, 2, 3, 4, 5, lối đất luôn rồi. Thế mình muốn đấu kết thì phải tách cái lối đất này ra. Đây ở trên này là sẽ chỉ thị là tỷ số, nếu đúng S1, S2 thì là 300/1, 400/1, 600/1. Chỗ nào? Cuộn thứ tư cũng là một cái biến dòng phải áp rồi anh. Cái này là cái cuộn thứ tư này là cũng là một cái biến dòng đấy. Biến dòng vẫn là cuộn biến dòng đấy. 400. Cái này là cái biến dòng này là hay nó là phải là cái pha B cơ. Đây là nó có chú thích là đấu đến cái chỗ G1A4 này. Cái này là khả năng là dùng cho cái mạch nhiệt độ quạt ấy. Đấy, thường là cái biến dòng chân sứ là hay làm như này, có một cái để đưa ra là, vâng, nếu mình tra lên cái trang G1A4 này là mình biết đấy. Đấy, nó dùng cho cái quạt mà mạch nhiệt độ. Còn cái đấy là pha B thứ 3 nó pha E cùng thứ tư của pha E. À, cái này là cái biến dòng này là sẽ sử dụng cho là không phải áp mà là do cho con dơ le điều chỉnh điện áp. Chữ là AVR đấy, nó ký hiệu. Vâng, tức là cái biến dòng đấy là sẽ đấu vào cái con dơ le điều chỉnh điện áp. Con S90 đấy. Nó nói là từ tính điện áp thì cần gì phải có dòng. Dạ, vẫn phải có dòng nhỉ, vẫn nhiều lúc nó vẫn phải có quá dòng này. Nhiều lúc vẫn đặt những cái quá dòng ở trong F90 mà vẫn có đặt những cái quá dòng để ví dụ ấy thì là sẽ khóa không điều khiển, chứ không phải là mỗi áp không đâu. Và áp để cho mình điều chỉnh thôi. Vâng. Sơ đồ biến dòng của 3 pha chân sứ pha A, pha B, pha C. Đây là kiểu dạng là những cái chân, những cái chân chân đấu ấy, ở trên cái, tại cái con tiện TI chân sứ bớt sinh CD đánh dấu ấy, đánh dấu luôn HN. Rồi.
Cái này là phía 22 ạ. Chân sứ phía 22. Để nhãn ở trên chân sứ phía 22. MNMA. Trang này là trang là ký hiệu của các cái sợi cáp để kéo từ đâu đến đâu của loại bộ ở máy biến áp đấy. Ví dụ như là mình có thứ tự là cái cuộn sợi cáp W01 thì là được kết nối từ B1 X6 đến K1 là con Zelea, là cái đồng hồ, cái sợi W01 là kéo ở đồng hồ đến tủ B1. Tủ B1 là cái tủ điều khiển tại chỗ. Tủ tại chỗ máy biến áp kéo ra đồng hồ nhiệt độ chính là sợi W01. Đấy, sử dụng cái loại cáp là CU, PVC, vân vân. Bây giờ cái bảng này là bảng thống kê các cái sợi cáp được kéo nội bộ máy biến áp. Chỉ có là ví dụ như là sẽ có những cái sợi, có hai sợi là kéo W01 với W011 thì là kéo cho đồng hồ nhiệt độ dầu. W02.1 thì là kéo cho nhiệt độ cuộn dây phía cao. Đồng hồ nhiệt độ cuộn dây phía cao. W03.1 thì là kéo cho đồng hồ cuộn dây phía hạ. W05 thì là sẽ kéo từ tủ B1 đến cái con Zelea giám sát mức dầu máy biến áp. K5 thì khả năng nó chính là cái thùng dầu ở trên. W6 thì là sẽ là kéo đến con Zelea bu chóp, Zelea hơi. Đấy, vì là cái máy biến áp là nó cũng có rất nhiều cáp nội bộ được thống kê ở đây. Tổng nó hơn 50 mấy sợi cáp mà cũng không ít. Vâng. Thì các cái sợi cáp này đều có điểm đầu là từ tủ B1 ở đây. Và điểm cuối là đến các cái thiết bị như là đồng hồ này, để dơ le. Các cái dơ le quạt. Rồi TI mạch dòng. Để trang này cũng thế. Bệnh là tất cả đêm hai ngày hai đêm nhìn thấy bệnh làm được không hơi đi mẹ giờ nữ còn kịp thấy một con chơi giờ chết hạt không ngoan nha là mù tỏ sợ này. Cái này là cái trang bản vẽ này thì là giải thích về những cái loại chi tiết của những cái lõi đấu này. Ví dụ như cái sợi W01 thì là sẽ đấu các cái lõi tương ứng, là ví dụ như là sợi 1 là cái này là nó có tổng là 9 lõi, một cái lõi là cho lối đất. Đấy, còn một 8 lõi thì là có lõi 1 thì là đấu với X6.1. Thì dùng này dùng để việc dùng cái này để thi công này. Sợi số 1 là của sợi W01 thì sẽ đấu với X6.1, còn ở bên tủ B1, còn đầu kia thì là K1. Ở cái K1 đồng hồ nhiệt độ thì là đấu vào chân 11. Đấy. Nhìn này hiểu tương ứng là sợi 2 cũng như thế. Sợi 2 thì đấu vào X6 chân 2 và và chân 14 ở trên đồng hồ. Đấy. Đấy, cái này nhìn vào cái này thì để cho mình đấu chi tiết cái sợi cáp đấy. Còn những cái sợi trên ấy thì là để 9 lõi, một sợi vàng,
Chính trời một hóa đúng không? Đấy, những cái trang này cũng tương tự như thế này, thống kê các cái sợi cáp đấu. Đây cái trang này là layout của tủ. Đấy, cũng có một cái trang là thống kê các cái hàng kẹp này. Trên tủ B1 X6. Đấy, có một cái bảng này là bảng thống kê hàng kẹp. Tức là mình nhìn vào đây là mình có thể đấu được, không phải nhìn bản vẽ. Đấy, ví dụ như là gắn hàng kẹp X6 chân 1 đi. Đấy, thì là biết là đấu vào thiết bị là K1 chân 11. Đấy, X6 chân 1 là một hàng kẹp này là đấu vào S32 chân 1. Cho nên là cái bảng này in ra là giúp cho việc là đấu lối nội bộ dễ. Thì chỉ việc nhìn đây là đấu được thôi, gắn hàng kẹp lên là biết nó kết vào đâu. Cái trang cuối là cái trang ký hiệu. Ký hiệu của cái thiết bị trong bản vẽ đấy. Nhưng mà là tại tủ B1. Cái tủ OLTC đang có ký hiệu. Tủ OLTC thì đây khả năng là bên này, Transformer Equipment. Nhưng mà không đủ. OLTC là bên phải, còn B1 là bên trái. Cái ký hiệu rồi, thế là hết cái bản vẽ của máy biến áp rồi. Ra cái trang bản vẽ nó cũng giống như là cái bản vẽ của mình. Vấn đề là bản vẽ của mình đọc thì nó dễ xem hơn. Đấy, chuyển sang là tủ trung thế. Đọc bản vẽ tủ trung thế. Tủ trung thế ở đây thì là cũng sử dụng của ABB. Để cái tủ trung thế của mình ấy, thì là mình sẽ bắt đầu từ cái trang chung này. Chia ra là có cái trang các cái bản vẽ chung. Đấy, sau này có cái mục G0B này ấy, thì là cái mục là để thiết kế những cái này là cái layout để sắp xếp layout, sắp xếp thiết bị trên mặt tủ. Và cái G0C này thì là thiết kế là của những cái mạch linh trong tủ. Và sau đó đến GA01 thì là bắt đầu từ đến tủ tổng. GA02 thì các cái tủ xuất tuyến đó, sẽ cho chung vào một cái này order. G03 là của tủ tự dùng, G04 là tủ đo lường, GA04. Đấy thì mình sẽ bắt đầu đi từ những cái chỗ chung, sơ đồ chung thì là sẽ có là sơ đồ một sợi đầu. Đấy, cái trang bìa là cái trang mục lục đó. Đi từ cái trang sơ đồ một sợi. Đấy, sơ đồ một sợi của tủ trung thế mình ở trên cái sơ đồ một sợi này đã có những cái chú thích cần thiết.
Ví dụ như là nhìn đây là đã biết được là củ J01 là có là thủ tổng này, mà dùng loại máy cắt là VD4 P24 nên có thông số kỹ thuật luôn ạ. Biến dòng tỷ số 1200, 1400, 1600, 1600, 1600 này. Tiếp địa là sửa ST2. Đấy, 2A có câu trì, sử dụng câu trì 2A. Đấy, và có không có chống sét. Tủ này là không có chống sét. Rồi có TU. Có một TU tỷ số là 22/3 chia 0.11/3. Đấy, cái sơ đồ một sợi là đã có những tín hiệu, có những cái thiết bị là sử dụng đã được liệt kê ra đây hết đấy. Ví dụ như là rơ le bảo vệ là sử dụng là ABB-RAF 615 này, mã hiệu có luôn đây đấy. Đấy, chức năng 50-51, cáp lực đấu là 3 nhân 1 C, tức là 3 sợi 1 này, 500, 3 sợi 1 và mỗi sợi là 500 một pha. Thế thì tủ tổng dùng cáp rất là lớn. Bên này là tủ J02, là tủ TU, tủ measuring panel, tủ TU C41. Đấy, tủ này thì là cũng dùng tiếp điện là ST2, có cầu trì là 63A, chống sét, một khoản chống sét. Đây, chống sét được. Và có tỷ số, một cái biến điện áp tỷ số là 22/3, 0.11/3, 0.11/3. Đấy, dùng rơ le bảo vệ là REU615. Và có một cái đồng hồ là 48, Elite 48, đồng hồ đa chức năng. Đấy, tương tự tủ tự dùng hay xuất tuyến này. Tủ tự dùng thì là ở đây là không có máy cắt mà là dùng dao chì. Đây của NARF chẳng không biết rõ. Đấy, còn cái tủ J04, J05, J06 thì là tủ xuất tuyến mà dùng cái máy cắt ép thì nhỏ hơn. Đấy là máy cắt 240625P210. Đấy, tỷ số nhỏ hơn là 400, 600, 800/1. Đấy, sang cái trang để sắp xếp layout, sắp xếp dãy tủ ấy. Giống như J01 này, tủ tổng này, nó đến tủ đo lường, tủ TU tự dùng này. Đấy, kích thước tủ vào luôn, tự dùng là kích thước 1000 này. Nhìn đây là biết kích thước cao 23-25mm, 2m3-25. Tủ tổng với tủ TU là rộng 1000. Phong xích ria. Và dạ, TU đó là cái xe đấy, xe cắm vào. Nhìn đây thì mình không biết được, ở đây nó chỉ là cái vẽ bên ngoài thôi. Không phải TU. Đây TU đấy, sơ đồ một sợi. À, PU là ký hiệu đấy, là cái của cái chỉ thị app đấy anh. Chỉ thị là có nguồn đấy. Nó là cảm biến anh, nó là cảm biến, nó có ba chân cảm biến ba pha thì bắt vào cái đầu khác rồi. Đấy, rồi nó báo ở trên ấy, nó có cái đồng hồ nó báo nháy 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 đấy. Lúc nào có nguồn thì nó nháy 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 đấy. Kiểu là cái đèn giống như cái đèn báo pha đấy, chẳng hạn thì chẳng qua là nhìn nó hiện đại hơn.
nó là cái đèn báo pha nhưng mà là của 22 kV, 24 kV. Sơ đồ cơ khí ấy. Sơ đồ cơ khí của cái tủ ấy. Đấy, hướng đi cáp vào này, bao cable nên chai cho bao nhiêu phân. Tiếp cái này chủ yếu là phục vụ cho bên xây lắp xem kích thước thế nào, ướm có vừa không, có phải cắt quét đi không. Nhưng mà thực ra thì các bác bên xây lắp thì còn làm theo thực tế ấy. Chắc cũng chả mở cái này ra xem. Đây là cái kiểu sơ đồ. Cái này là cái bản vẽ kiểu mặt cắt ấy của cái tủ này. Đấy, ba trên này thanh cái ấy. Dưới hàm. Đây máy cắt đút vào ấy. Tủ J01. Đấy xem máy cắt đấy. Đấy hàm trên đây, hàm dưới của máy cắt. Đấy, bắt vào đây, bắt vào thanh đồng đây. Đây là cái chỗ để bắt đồng đầu cát đấy, bà phải. Đây là của tủ outgoing. Để nhãn tủ. Để em sẽ chuyển tiếp. Tại chương trình mình là nhị thứ này, mấy cái này cũng tua rồi. Cơ khí tua luôn. Chương trình mình là nhị thứ này, mấy cái đấy chỉ tua tua qua. Đấy, đây là cái sơ đồ sắp xếp bố trí mặt tủ này. Dơ le này. Đây cái chính là cái PU đấy, chính cái hiển thị báo áp đấy của J01. Đấy còn đây là cái sơ đồ mimic ở trên tủ, nó P2. Ở bên phải này là sẽ là cái ký hiệu đấy, AR30 dơ le, H20 thì là một cái đèn báo sấy, HP1 thì là cái P1 là cái này là chỉ thị của máy cắt Simaphone, P2 thì là chỉ thị của tiếp địa, P3 thì là của máy cắt đưa ra đưa vào đấy. PU là cái chỉ thị điện áp. SOC thì là một cái nút nhấn đóng máy cắt. SOT thì là nút nhấn để mở máy cắt. Đây, nút bấm đấy. SS1 thì là khóa local remote, khóa phân quyền local remote. Khóa SS3 thì là khóa SYN on off, khóa hòa on off. Cái tủ còn đây là dưới là tủ outgoing. Tủ outgoing ấy, giống như tủ tổng ấy, nhưng mà có thêm cái công tơ. PG là ký hiệu công tơ. Tức là có hai cái khối để test. Dơ le là khối XMA1 với cả khối XMV1. XMV1 là test dòng. Với XMV1 thì là test áp. Để cái test này tức là mình rút ra cắm, chủ yếu là sử dụng để kiểm tra nhị thứ ấy. Mình rút ra cắm bơm thẳng trực tiếp vào đây được. Phù hợp bộ dơ le để bơm thẳng. Đây là kiểu bố trí của mặt tủ J03, tủ tự dùng thì có một cái đèn báo áp, với cả một đèn báo sấy, cái sơ đồ một sợi P1, P2, P1 là của dao, còn P2 là của tiếp điện. Tủ TU thì là có dơ le, có một cái đồng hồ đa chức năng, rồi có một cái báo pha, có đèn báo sấy, tức là sơ đồ mimic. P3 thì là chỉ thị của cái TU, xe TU quay ra quay vào. P2 thì là của tiếp địa,
TU ạ. Để em chuyển nhé sang cái phần interlooping này, chính là cái mạch này, mạch link của các tủ. Đấy thì cái mạch link các tủ này là bên thiết kế là người ta đã, ví dụ như đấu ở là hiển thị là những cái đấu, những cái điểm, những cái mạch mà mình cần phải sử dụng chung ấy, cho các cái tủ ấy, thì nó gọi là mạch link chung mà. Đấy, em lấy ví dụ như là một cái mạch link XH chân 1 này, giữa XH chân 1 này ở các cái tủ G2.1, G2.2 được đấu hết với nhau ấy, thì cái mạch này là cái mạch nguồn AC. XH chân 1, XH chân 3 ấy. XH chân 1 thì là nóng, còn XH chân 3 là lạnh, nguội. Đấy, đây là mạch link đến các tủ này. Ví dụ mình muốn dùng nguồn AC thì đấu vào đây. Dưới là mạch link của nguồn DC. Đấy, có thì XG chân 1 và XG chân 3. XG chân 1 thì là sẽ là dương, còn XG chân 3 là nguồn âm. Đấy, tiếp là cái mạch link mạch áp. Mạch link mạch áp XV 1357 đúng là ABC N. Thì mạch link này thì không, tủ tự dùng không dùng đến, nên là chỗ này người ta đã để chống không vẽ, kéo thẳng lên, kéo thẳng sang ao luôn. Đấy, tức là cái này cũng giống như kiểu ma trận, mình sẽ gióng, mình sẽ biết. Đấy, tiếp dưới là cái mạch link của 50BF. Cái này là mạch link 50BF từ xuất tuyến gửi đến tủ tổng. Đấy thì trong mạch link này nó chỉ có tủ xuất tuyến với tủ tổng thôi, hai tủ kia là không có. Đấy kiểu dạng là một cái là nguồn dương với nguồn âm ấy, thì khi khép, ví dụ như khi chỗ XY7, XY10 tiếp điểm khép phát thì là gửi đến tủ tổng chip. Chỗ XY chân 4, 2 với XY chân 4, 4. Nhưng ngược lại, tắm xuống dưới. Dưới đó là cái mạch khác, đây. Xuống dưới là mạch link này, là mạch link từ tủ tổng gửi đến tủ xuất tuyến, mạch 50BF. Đấy thì cái từ tủ tổng gửi đến tủ máy yến thì người ta lại phải chia thành 3 cặp để mình có 3 tủ xuất tuyến. XY 12, 13 là gửi đến tủ ao G24. Đến 14, 15 thì gửi đến G25. 16, 17 thì gửi đến tủ G26. Đây còn thêm một khoảng cái mạch là ARC chip, là hồ quang đấy, mạch hồ quang chip. Đấy, tức là khi mà hồ quang ở một tủ nào đó chip thì là cũng sẽ gửi đến những cái tủ bên cạnh này chip hết. Đấy, khi hồ quang bị hồ quang là gần như là cắt hết cả dãy. Cắt hết các tủ luôn, chả thấy cái tủ nào. Đấy, kể cả tủ VT có hồ quang, cứ có hồ quang là cắt hết. Cái hồ quang này là kiểu là ánh sáng. Đến dưới là cái mạch link là của MCB up. Đây thấy là có đưa có mỗi hai cái tủ ở giữa đấy. Mạch link là của trạng thái LBS Close Open, ES Close Open. Đây là người ta có chú thích là tín hiệu từ tủ tự dùng cho dơ le của tủ TU để giám sát. Đấy, tủ tự dùng nó không có dơ le, phải cái mạch này để đưa sang cái dơ le tủ TU để giám sát. Dưới này là cái mạch link cho mạch là sa thải phụ tải F81. Đấy, cái này là sẽ gửi từ cái tủ TU để gửi ra ba cái xuất tuyến cắt. Đấy, tương ứng là 4 cấp đấy, 1, 3, 5, 7, 9.
Đấy thì sẽ có một chân con này. Và mấy cái các cái chân còn lại là sẽ theo từng cấp 3, 5, 7, 9 như là 1, 2, 4 này. Tiếp đến là cái mạch link bus, ghi là bus 3 ES Interlock. Cái này là mạch link của liên động thanh cái, liên động tiếp điện thanh cái, để dùng cho việc là cho phép đóng CB và LBS. Đấy thì cái mạch link này là lấy từ tủ tiếp điện thanh cái, là tủ TU đấy. Những cái là từ TU này sẽ nhiều điểm nhất, đấy, sau bắt đầu nó gửi sang các cái tủ khác. Tiếp đến là cái mạch liên động để cho phép đóng tiếp điện thanh cái. Đấy, tức là cái mạch này là liên động của tiếp điện thanh cái gửi đi. Còn đây là cái mạch này là các cái thiết bị ở các cái tủ khác là nó gửi lại cái tủ, gửi lại để liên động cái tiếp điện thanh cái đó. Cái mạch này là mạch F2759 chip tủ tổng. Đấy, thì sẽ là từ tủ TU lên tủ tổng. Đấy, tủ TU thì là có 2759. Cái mạch dưới là cho bus VT, đây là tín hiệu VT thanh cái nhảy cho chức năng 25. Thì bởi vì là VT thanh cái này, cái này là lấy từ tủ TU, này là từ tủ TU để gửi cho cái tủ khác. Nghỉ tiếng nhỉ? Ừ.